15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì bây giờ 15m đang theo chân của anh vào để sang một cái ngôi mộ cũng gần ở đây, do chính anh vào ảnh đảm nhiệm nha. Thì anh vào anh sẽ là chú tiểu của những cái ngôi mộ bên đây. Thì bây giờ hồi nãy 15m có nghe anh vào kể một câu chuyện rất là lạ, đó chính là có một cái con nai rất là kỳ lạ nha. Mình cho nó ăn thì nó sẽ lại, nó lại trước khi ăn nha, nhưng mà không biết là như thế nào. Thì 15m cũng tò mò cho nên bây giờ theo anh ha. Phan anh để em coi. Ủa sao nó thân thiện nhanh quá vậy? Vậy hả? Vậy hả? Nó lại ban đầu với anh. Đó. Nó lại vậy hả? Ồ, ta lại ba cái rồi đó. Anh rờ nó được không? Mèo con né ra mèo. Mà sao nó có một sừng nó gãi ha? Thôi cho nó ăn đi, nhìn thấy tội quá à. Ừ, ta lại ba lại thôi chứ anh bắt ta lại nhiều quá, sao ta lại? Ờ, à, thấy mà. Tại là mới quay cái clip nè. Sao mà gãy hết sừng rồi? À, anh đụng được không? Vậy hả? Ủa vậy kêu bé mèo né ra. Trời ơi, nó ủi nguy hiểm đó nha con. Ông kia bị ủi sao? Lấy cái bụng luôn hả? Ừ, đất ơi. Nó cũng thích ăn trái cây quá ha. À, trái cây với bông. Là cái ngôi mộ này hôm qua là anh thắp đèn hả? À, mộ phía trước phải không? Hay. Gãy một sừng. Wow, nó ăn luôn cái vỏ luôn. Ở đây là cái khu mộ của anh giàu, anh quản lý, anh sẽ làm chú tiểu ha, dọn dẹp rồi rửa, cũng như là thắp nhang, đốt đèn,
Nguyên khu này của anh đó nè. Anh làm nguyên khu này hả? Ủa, sao cái bình này đẹp, bình này để làm gì anh? Cái bình này để làm gì? Ủa, đựng nhang bằng cái bình này hả? Ồ, hàng vậy ha, có cái nắp đậy là nó không có bị mưa đúng không? Có, mưa vô. Mưa vô? Ủa, cái bình đẹp quá ha. Phải không? Phải không? Cái là hai ông này là bộ đội chung. Anh em luôn á, hai bạn, hai người bạn thân luôn á. Ủa mà sao em ấy chưa khắc tên? Hai. Mẫu anh. Bộ đội nè. Ý là cái mẫu này nè. Bộ này của vợ luôn á. Là chưa có mắt đúng không? Chưa. À, ta làm sẵn thôi. Dạ. Ở đây anh quản lý bao nhiêu ngôi mộ? Hết luôn. Hết luôn khu này hả? À, coi từ đây dài qua tới bánh luôn á. À. Khu này B1.4. Là khu này là gọi là B1.4. Thì hôm nay 15 bếp trong lúc vắng khách á, 15 bếp đi một vòng để ghi hình cho tất cả bà con cô bác biết những cái khu mộ ở trong Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương ha. Cái khu mà anh vào anh chăm sóc đó. Thì anh vào không phải là nhân viên chính thức ở trong Hoa Viên nha, anh chỉ hỗ trợ thôi. Khi mà chăm sóc như vậy thì gia đình có cho thêm tiền nước, tiền cà phê thì cho đó. Thì hôm nay thì 15 bếp theo chân của anh vào ha. Là theo anh vào qua đây. Đó, đây là con nai nè. Con nai này nó là lạ kỳ cái là nó gật cái đầu vậy á. Như nãy các cô chú anh chị thấy ha. Giống như là lại gì đó. Gật cái đầu xuống. Nó cũng thân thiện lắm, nó không có nó không có sợ người ta ha. Bây giờ thì 15 bếp sẽ quay trở lại mộ của cậu Năm nha. Đó thì như các cô chú anh chị thấy ha, cái khu mộ của anh già quản lý có một cái bình sứ rất là đẹp luôn, và có cái nắp đậy ha. Cái bình sứ này thì đựng nhang đó, sẽ không bị ướt, vừa đẹp mà vừa hữu dụng nữa. Đó, thì bây giờ 15 bếp đang quay trở lại mộ của cậu Năm nha. Mộ của cậu Năm thì đặc biệt hơn, đặc biệt nhất đó chính là cái mão của cậu nha. Nhìn từ xa là mình sẽ thấy ngay.
Ở đây thì mình Lâm mới thấy một chị gái vừa xuống xe. Mất dơ kìa. Đấy. Hả? Mất dơ. Không, không, em... Đấy. Em cứ để cho khán giả tự nhiên nhất có thể. Ôi. À, mình đứng từ xa như vậy, mình quay như vậy á, thì khi mà khán giả đến viếng mộ của cậu Năm á thì sẽ rất là thoải mái. À, hoa với là vải là của chị gái này. Chào Ốc Tiêu nha. Thế gì em? Đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.